À, chạy nhiều lắm mà chưa thấy hang. Ui, phần này mẹ chuột ơi, to lắm đấy. Có là chuột đại ca đấy. Nếu mà không thấy hang nhìn đây phần này, chỗ này nó ngủ đâu, hang chưa, hang đây này anh này, ở đây hang này. Ui giời, đây rồi, địa bàn hoạt động đây. Ui đây rồi, địa bàn hoạt động đây rồi. Đây, địa bàn đây rồi. Đất này đổ đã hơi tốn nước đấy. Ui, rác mới lắm. Rác mới. Thơm. Ui giời, ui, ạc lắm. Ok. Ở đằng sau. Ô. À đây không? Đây kìa. Trời ơi. Đây rồi, nó về đấy anh, chặn đầu luôn. Ô đi. Ảo gì? Cố luôn anh. Kìa. Đây. Chơi luôn. Chưa? Đâu mẹ nó ngoái cổ. Cắn chưa? Chưa. Ôi, có ngách ở đâu nhỉ? Nó nhìn ngách luôn. Ô đây. Ui tung à. Ui. Ăn rồi. Đều. Tiền bắt. Rồi. Yeah. Ta ngách chỗ nào thôi, hai em. Con nó kia này. Hang to à? Ôi, đẹp rồi. Con cái ba đi. Được. Tụi to đấy. Hai con này nó ở chỗ nào ra ấy? Nó chỗ này, ngách dưới này. Đây, ngách đây. Vừa chui đây ra, đúng chui đây ra rồi. Mở to ạ. Cứ mở to hết cỡ. Đây, ngách đây. Nhà không để ý ngay, nó chui ra ngay. Ở đấy. To. Ừ, ok. Rồi, kẹt đó. Cảm ơn con đấy, kẹt anh ạ. Cho nó bơi đi. Hai con. Có một con nữa sau này. Nó chui ở dưới ngay gầm dưới. Ui, vẹn to à. Yeah. Ok. Kẹt nó cho nó bơi đi. Ok. Anh quanh to em nếu. Đâu con này đâu rồi? Con này đâu rồi? Hãy xem nó rút cỏ, có chỗ cỏ đâu. Đây này. Đấy, đây này thì hay quay mẹ lại chứ gì đâu. Rút cỏ đây sao này? Đúng chị mẹ chỉ rút cỏ đây thôi này. Ô, đéo đâu nhỉ? Đây rồi. Lên à. Ôi, mẹ chạy đây kia đâu. Vào à. Rồi, xuống nước là toay rồi. Rồi, ăn rồi. Ui, hàng ấy trúng rồi đấy. Trời. Làm sao cơ? Làm sao quá. Toàn tụt tua à, hàng này tụt tua thế. Ôi, mẹ trúng đấy. Trúng ổ luôn. Dạ đúng ổ của nó rồi. Được, vậy em cứ làm dăm cái hàng này có phải ăn bẫm không? Đâu rồi, nhiều. Đấy, đúng cái đấy.
ra một loạt rồi đấy. Một loạt đấy. Rồi, 26 con là thành công rồi. Trên này còn nhiều, yên tâm. Đấy, đoạn này có thì có này, đoạn này có vẻ triển vọng. Này có hàng nhiều lắm ấy. Nó rút hết đây, đây cái gò cao cao rồi này. Gò cao cao này, đây rồi này, thấy đục đục cái này. Đây rồi, đây rồi. Ui giời ơi. Cái hàng này chết rồi, hàng này là lại lại đại gia đình nó đây rồi. Hàng này lại đại gia đình. Đại gia đình rồi. Ui giời ơi này, hỏng rồi. Hàng này lại mệt nghỉ rồi. Đại gia đình nhà chuột lại chuẩn đây rồi. Em cứ tinh thần mà tơi thôi. Ui đất để tơi nhỉ. Ui giời. Ui ăn lên à. Ăn lên này, ngách thượng ấy chứ. Ui nhiều đấy. Nhiều hàng này nhiều á. Hàng ấy là đấy, rác này mà. Kiếm ấy. Ui giời, hàng ở thế kia cơ. Ngách đây anh ạ. Vít vít ngách là nó chắc chắc ăn ngách nhỉ. Đơm ra nhiều ấy. Đơm ra cái vô không kịp. Còn không nó nhảy hết trong ruộng này thì đơn giản. Nhảy trong ruộng này. Tắm cho nó tí. Mát mẻ. Rồi em vài số nước cho em tỉnh đoàn nhé. Thấm đâu nhỉ mà nước không có chảy ở đây nó dỉ hết rồi, ngách nó dỉ hết lỗ lẻ này, có mấy cái lỗ lẻ dỉ hết ra đây, cái gì cũng chuột ra nhỉ. Nó dỉ hết có ơi. Ôi sao sao chạy bố vào đây rồi. Ôi, đây lại hàng rồi anh ơi, kệ nó thôi, tí nữa là anh em thịt cho đây đâu. Con nhiều, hàng này con nhiều. Ui, nó ùn ra, nhanh. Nước nó ùn ra, ùn vào. Ùn ra, ùn vào thì hàng này nhiều lắm đấy. À, đúng rồi đấy. Ngay cái đấy rồi đấy. Ùn ra, ùn vào. Ôi, đây, nó là ngách đấy. Ở đấy. Nó phiền thế này nhỉ. Nó dưới đây, dưới. Đây. Đấy. Đúng rồi. Đây. Khổ lắm. Hàng này còn nhiều, hàng này thì... Hàng ngày này phải ổ, phải 7-8 con đấy. Đây rồi, yeah, ăn luôn. Chạy kìa. Đó. Mấy rồi nhỉ? Ba nhóc rồi. Hai nhóc à? Một nhóc chạy trong kia nữa là ba đúng không? Có ăn, hàng này còn nhiều, yên tâm hàng này. Đại gia đình nó ở đây cơ mà. Còn ngách chỗ này cơ mà. Đại gia đình nhà chuột nó ở đây cơ mà. Ấy, để ngách ăn về đây mới nhiều này. Ngách ăn về đây này. À, đây, đầu rồi, lại đầu rồi. Đầu đây rồi, ngóc lên trên này heo. Không thèm ra. Nó thấy im nó mới ra. Im mới ra, chưa thấy động tĩnh gì. Anh cho nó vài chày chứ nào. Dứt điểm con này đi. Đây rồi, ôi rồi, to à. Đấm chui ra liều nhá. Còn đấy. Còn hàng này còn yên tâm. Còn. Cứ bắt như thế có phải đau không? Mùi khô thế này, đổ sao ra. Khô lắm, thế con kia nó chịu ra nhỉ? Ôi đây, ôi dồi, đầu chuột. À, rúc à.
ta ngắm ở đây. Ui rồi đầu kìa. Rồi em phải không? Còn không? Xuống hết rồi. Hết rồi, còn hết khả năng. Rồi ok. Bốn em rồi. Rồi, trong đây còn hết không anh? Hết rồi. Rồi được rồi. Tắm. Bốn con to này, ok rồi. Ui giời ơi. Đào thêm hai cái hàng nó nặng hẳn cái bao đi nhờ. Nói chung là chuột mấy cái hàng toàn chuột to bằng đầu nhau. Thôi đi, đi luôn chỗ này lên đây anh ơi, đi vòng. Cái chỗ này lên đi. Thôi là tầm này thịt thì vừa miếng rồi. Từng đây thịt thì ăn tễ mồm. Về thôi ông ơi. Ok rồi. Anh quay xem chiến lợi phẩm cho này. Sau mấy cái hàng ấy nó khác h�n nhỉ? Đấy. Bắt phải mấy con tua rồi. Mấy con tua. Đấy, như con mới bắt nhìn nó khác hẳn đi. Nhá. Ui, con tua. Ấy, nèo. Ông nhìn mấy con mới bắt thì nó mà nhỉ. Khùng đi. Tua. Tôi nói được mấy con đấy béo. Thôi đi, về cũng chết. Một sâu xuống. Thôi, anh em phải tán.